Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Chưa rõ số phận con tin Israel bị Hamas giam giữ, dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực. Theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas, Hamas dự kiến trả tự do cho 13 con tin vào 16 giờ, tức 21 giờ theo giờ Hà Nội, trong ngày đầu ngừng bắn 24 tháng 11. Al Jazeera cho biết chính quyền Palestine đã tiếp nhận danh sách gồm 39 người Palestine được Israel thả hôm nay, nhưng đây có thể chưa phải danh sách cuối cùng. Tuy nhiên, trước giờ G, tình trạng các con tin Israel vẫn được nhóm vũ trang Hamas giữ bí mật. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas sẽ không có hiệu lực trước ngày 24 tháng 11, tức trễ hơn một ngày so với thông báo ban đầu. Ông Tzachi Hanetbi, Cố vấn An ninh Quốc gia, công bố thông tin trên vào cuối ngày 22 tháng 11 theo giờ địa phương, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Truyền thông Israel tiết lộ lý do dẫn đến sự trì hoãn nói trên là cả Hamas và Qatar chưa ký thỏa thuận. Qatar quốc gia đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực trung gian đàm phán với Hamas, sau đó cũng xác nhận diễn biến mới này. Thông tin ban đầu cho biết thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 15 giờ ngày 23 tháng 11 giờ địa phương. Theo chi tiết thỏa thuận được công bố, Israel và Hamas đồng ý về lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Việc phóng thích con tin đang bị Hamas cầm giữ và người Palestine bị giam giữ ở Israel. Thỏa thuận trên làm dấy lên hy vọng cuộc xung đột sẽ dần xuống thang sau khi gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza và dẫn đến nỗi lo về nguy cơ bạo lực lan rộng ở khắp Trung Đông. Ông Aden Abdel Gaffa, chuyên gia tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, nhận định với đài Al Jazeera rằng điều quan trọng là thỏa thuận ngừng bắn được thực thi vì bước đi này còn giúp xây dựng lòng tin giữa hai bên. Trước đó, khi xung đột Israel-Hamas vẫn đang leo thang căng thẳng khi Liên Hiệp Quốc không dưới một lần cảnh báo về thảm họa nhân đạo xảy ra tại nơi đây. Cụ thể, Cơ quan Y tế tại Dải Gaza hôm 23 tháng 11 cho biết họ đã nói lại việc thống kê con số thương vong của cuộc xung đột, ghi nhận hơn 13.000 người thiệt mạng cho đến giờ. Con số này đã không được cập nhật từ ngày 11 tháng 11 do thông tin liên lạc bị đình trệ ở miền Bắc Dải Gaza. Ngoài ra, xung đột khiến 3/4 dân số tại Dải Gaza, khoảng 2,3 triệu người, phải rời bỏ nhà cửa. Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 1 triệu người đang trú ẩn tại 156 cơ sở của họ ở vùng đất này. Hiện theo lệnh ngừng bắn tạm thời diễn ra trong 4 ngày, viện trợ cho người dân tại Dải Gaza cũng được tăng cường. Các xe tải viện trợ bắt đầu từ Ai Cập tiến vào khu vực qua cửa khẩu Rafah khoảng 1,5 giờ sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Hai xe tải đại diện cho các tổ chức Ai Cập có treo biểu ngữ chung tay vì nhân loại và vì những người anh em ở Gaza. Dia Rawan, lãnh đạo cơ quan thông tin nhà nước Ai Cập, cho biết kể từ 24 tháng 11, 130.000 lít dầu diesel và 4 xe tải chở khí đốt sẽ vào Gaza từ Ai Cập hàng ngày. Gaza cũng sẽ tiếp nhận khoảng 200 xe tải chở thực phẩm, nước và thuốc mỗi ngày. COGAT, cơ quan Bộ Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự tại vùng lãnh thổ Palestine, xác nhận 4 xe nhiên liệu và 4 xe khí đốt đã tiến vào Gaza sáng nay để cung cấp cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc. Bên cạnh lệnh ngừng bắn được thực thi thì Hamas cũng đã thông tin sơ bộ về kế hoạch thả con tin sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Thông tin cụ thể về kế hoạch này là Hamas sẽ thả 50 con tin bị họ bắt giữ trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10, đổi lại Israel sẽ ngừng bắn 4 ngày trong chiến dịch quân sự tại dải Gaza, cũng như thả khoảng 150 người Palestine khỏi các nhà tù ở nước này. Cả hai bên sẽ phóng thích phụ nữ và trẻ em trước tiên. Lệnh ngừng bắn có thể kéo dài nếu nhiều con tin được thả hơn. Theo Israel, cứ 10 con tin được thả sẽ có thêm một ngày ngừng bắn. Một nguồn tin Palestine cho biết có thể có đến 100 con tin được trả tự do trong đợt phóng thích thứ hai trong tháng này. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thỏa thuận có điều khoản cho phép đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế gặp các con tin đang bị cầm giữ. Bộ Tư pháp Israel đã công bố danh sách 300 tù nhân có thể được trả tự do theo thỏa thuận. Phần lớn họ là thanh thiếu niên bị giam giữ vì hành vi ném đá hoặc phạm tội nhẹ. Trong khi đó, Qatar cho biết thỏa thuận sẽ cho phép một lượng lớn đoàn xe chở hàng cứu trợ vào dải Gaza, trong đó có nhiên liệu. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn, chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi Israel đạt được các mục tiêu đề ra.
trong đó có phá hủy năng lực quân sự của Hamas và giải cứu toàn bộ con tin đang bị cầm giữ tại dải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel cho biết thêm đã chuyển thông điệp trên đến Tổng thống Mỹ Joe Biden khi hai ông điện đàm. Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể kéo dài hơn nữa nếu thêm nhiều con tin được giải thoát. Và một nguồn tin Palestine cho hay tổng cộng có tới 100 con tin có thể được thả vào cuối tháng. Trong khi đó, người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết hàng trăm xe tải viện trợ nhân đạo sẽ đến Gaza trong vài ngày tới. Phản ứng tích cực trước thỏa thuận trên, thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm khi mở cửa phiên giao dịch ngày 22 tháng 11 giờ địa phương. Trong khi đó, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 2.000 USD trên quanh, còn giá dầu Brent giảm nhẹ có lúc còn 81,75 USD trên thùng. Sau khi báo cáo mới cho thấy trữ lượng dầu tồn kho của Mỹ tăng đáng kể trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 11. Theo Reuters, trong bản cập nhật về hoạt động tại bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, quân đội Israel cho biết các kỹ sư của họ đã phát hiện một đường hầm sâu 10m và chạy dài 55m tới một cánh cửa chống nổ. Quân đội Israel tuyên bố loại cửa này được phong trào Hamas sử dụng để chặn lực lượng Israel tiến vào các trung tâm chỉ huy và tài sản ngầm, kèm theo đoạn video cho thấy một lối đi hẹp có mái bê tông hình vòm kết thúc bằng một cánh cửa màu xám. Tuyên bố không nói rõ những gì ở bên ngoài cánh cửa, đường hầm này có thể đi vào bằng đường thông được phát hiện trong một nhà kho bên trong khu nhà Al-Shifa, nơi chứa đạn dược, theo quân đội Israel. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Y tế Gaza Munir Elbaz cho hay tuyên bố của Israel là dối trá. Tuy thừa nhận có mạng lưới đường hầm hàng trăm km xuyên suốt dải Gaza, nhưng Hamas phủ nhận những đường hầm này nằm trong cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện. Bên cạnh đó, Israel tiếp tục cáo buộc Hamas lợi dụng bệnh viện lớn nhất dải Gaza, đồng thời nói rằng một binh sĩ bị bắt giữ đã bị hành quyết và hai con tin nước ngoài đang bị Hamas cầm giữ tại đây. Israel đang tìm kiếm khoảng 240 người bị Hamas bắt tới dải Gaza sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10. Một trong số đó là Noah Marciano, quân nhân Israel 19 tuổi. Noah được tìm thấy gần Al-Shifa vào tuần trước với tình trạng không còn sự sống. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố cô bị Hamas sát hại. Trong cuộc họp báo trên truyền hình, ông Hagari cũng cho biết các tay súng Hamas đã đưa một người Nepal và một người Thái Lan đến Al-Shifa. Trước những cáo buộc của Israel, Hamas chưa bình luận về tuyên bố của ông Hagari. Phong trào này trước đây cho biết họ đã đưa một số con tin đến bệnh viện để điều trị. Trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực, quân đội Israel đã công bố hình ảnh một đường hầm được gia cố bên cạnh bệnh viện Al-Shifa ở Gaza, có phòng tắm, nhà bếp và phòng hợp máy lạnh mà phía Israel cho là cơ sở chỉ huy của các tay súng Hamas. Đường hầm cao khoảng 2m được dẫn vào thông qua một đường hầm ngoài trời trong khu viên bệnh viện. Đại tá Elas Tatsuri, chỉ huy lữ đoàn thiết giáp Israel đã tìm ra đường hầm, cho biết đó là cách Hamas sống sót vì Hamas sử dụng bệnh viện như lá chắn sống. Hamas có thể ở đây rất lâu, bên trong có một phòng có máy điều hòa. Hamas và các quan chức bệnh viện trước đó bác bỏ cáo buộc đường hầm nói trên được xây dựng kiên cố, lót bằng đá và bê tông. Bên trong có một căn bếp nhỏ, một phòng tắm có nhà vệ sinh và bồn rửa mặt sau cánh cửa đóng kín, cũng như một căn phòng đủ rộng để hợp với hai chiếc giường kim loại. Ông Tatsuri nói, Israel cho rằng có một lối thoát khác mà Hamas đã chuẩn bị và Israel chắc chắn rằng có nhiều con đường dẫn đến thành phố từ đây. Ông cho biết quân đội còn biết đường hầm dẫn đến một lối đi khác ở một trường mẫu giáo ở Gaza. Liên quan đến diễn biến xung đột Israel-Hamas, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel mới đây cho biết việc thả các con tin theo lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas sẽ không diễn ra trước ngày 24 tháng 11. Đài truyền hình Kan của Israel dẫn lời một quan chức Israel cho biết thỏa thuận đã bị trì hoãn 24 giờ vì thỏa thuận này chưa được Hamas và nhà hòa giải Qatar ký kết. Quan chức này nói thêm thỏa thuận sẽ được thực thi sau khi ký kết. Trước đó, Israel và Hamas đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn ở Gaza trong ít nhất 4 ngày nhằm viện trợ và giải thoát ít nhất 50 con tin bị Hamas bắt giữ để đổi lại ít nhất 150 người Palestine đang bị giam giữ ở Israel. Một nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết các nhà hòa giải đã yêu cầu thời điểm bắt đầu là 10 giờ ngày 23 tháng 11 giờ địa phương. Cố vấn an ninh quốc gia Israel, tờ Zachi Hanetbi, cho biết trong một tuyên bố do văn phòng thủ tướng đưa ra, các cuộc đàm phán để thả những người bị bắt giữ đang tiến triển và tiếp tục. Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể kéo dài hơn nữa nếu thêm nhiều con tin được giải thoát. Và một nguồn tin Palestine cho hay tổng cộng có tới 100 con tin có thể được thả vào cuối tháng.
Trong khi đó, người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết hàng trăm xe tải viện trợ nhân đạo sẽ đến Gaza trong vài ngày tới. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.